Bài hát nó sướng. Ui dồi ôi, phê thế chứ lị. Chào ơi, sao thế? Mày nhìn cái Sao đám mày giờ mặt đầu chỉ để Sao lên đùi một đứa. thế? Chả biết chỉ để lên đầu một đứa, lên lên đùi một đứa. Trong khi nó tính ra là nó nhân viên nữ ở đây là nó gối đầu với gối đùi hết rồi đấy chị, không sót đứa nào đúng không? trong khi em cũng đòi mà mỗi lần đòi là em lại bị mấy bạn tay. Cái mắt được chọn đấy là tiếp theo là em chọn con mặt đấy. Là sao? Là em được đầu thai làm con mặt đấy. Em chỉ làm con mặt thôi, con chó khác em không làm, em chỉ làm con mặt thôi. Người ta nói cho người ta gọi là sinh ra vạch đích rồi. Con này nó là đi lùi ấy chị. Thế là sao? Đi lùi để chạm vạch đích lại ấy. Hiểu không? Chứ mày hiểu mày làm rồi. Sao mày biết chị, cái cảm giác yêu là gì đâu? Mày nhìn mặt kìa. Phê hui, phê đần hết cả ra rồi nhỉ. Này mày anh ơi. Này mày anh sao thế? Bây giờ mình quay clip TikTok đi. Để mấy thằng đang ngồi đấy nhìn một con chó được ai hết kiểu câu hiểm. Ôi nhưng mà nó phê lắm luôn đi. Chúng mày có thể ngồi vào đây cho tao chọn khung hình được không? Không, bọn em làm nhục cái hình ảnh bọn em trên mạng xã hội lắm chị. Bọn em ngồi vào đây bọn em. Đi làm tiếp. Các bọn thấy sợ em bọn định nhường á. Bọn nhường cho em. Thôi anh cứ hưởng đi. Em là phận nhân viên của anh mà, hưởng đi anh. Thôi nhỉ, trêu em nhỉ, cứ trêu em. Chẳng qua là em dễ thương nên năm giờ em được cưng thôi nhỉ. Chẳng qua ủa, là em thế dễ nói thương. Ra tính ra là bọn em không đáng yêu. Thế mày nghĩ mày đáng yêu ở khúc nào? Hả? Chẳng qua là em đáng yêu nên là đâm ra em được cưng thôi nhỉ. Em nhỉ, em nhỉ, cưng quá, cưng quá. Nó chỉ được cái nhiều lông với nhiều thịt hơn em thôi. Nó chỉ được cái đáng yêu hơn mình thôi nhỉ. Không chỉ bắt bọn em ngồi ở đây làm gì. Thì bắt bọn em ngồi vào trong này làm gì. Thế thì tự dưng tao đang quay clip mày ấy vào làm gì. Phê quá, phê quá, phê quá, phê quá. Rất là hưởng thụ đấy. Bối đợi anh nhầm, gác đùi đi con. Gác đùi đi con. Gác đùi, gác đùi. Có. Nó đang nhìn mày. Nó không được đứng lắm ấy cò. Với cái góc nhìn ở dưới này em nhìn lên cái hàm của nó to chưa? Người ta hùng dũng thế kia cơ mà, người ta đáng yêu thế kia cơ mà. Nhỉ? Ui, cái phòng bạn của em ạ. À. Cái lưỡi thái hội hàng cũng được 2 đến lưỡi. Mà đây, mà đây nó có đồ ăn mà đây. Mà đây, ăn. Mà đây nó có đồ ăn. Mà đây nó có đồ ăn. Mày ăn gì đây? Mày ăn gì? Ê cái hộp cơm đấy là vừa nãy là tao cho nó đấy. Khiếp đùa mày cho con tao một cái miếng mà đùa chứ. Em ạ. À. Ôi dạ, trời chảy ơi chị ơi. Em có thật chứ? Cái mùa mưa ở Sài Gòn nó có bằng dãi con mặt nó chảy một hôm chị ạ. Con tao nó to như thế mà mày cho nó cái miếng này. Ôi chào ơi, thật sự luôn đấy, cái lòng gọi là cái gì bao thảo bao nhỉ? Bao hiếu thảo, không không thảo, hiếu thảo ở đâu mà hiếu thảo. Thảo mai. Không, ý là thảo gì ta? Nói chung là nó cho con tao cái miếng to quá. Thật sự luôn, cái tình cảm em dành cho con chị nó đong đầy thật sự đấy. Khổ. Mà đây. Sao nó làm gì con mà con cắn kinh thế? Đó. Con giận hay sao mà cắn kinh thế? Thế nào? Quay ra đây thế nào? Làm đi đây. Hả? Cắn giận à? Tao cắn đuôi tao chết đi cho chúng mày vừa làm. Không phân nát à? Sợ quá đây con ạ. À. Eo ơi. Ô cái liêm sỉ của con mặt nó to bằng cục thịt này á chị. Mặt không bao giờ có liêm sỉ từ trước giờ, chưa bao giờ nó có liêm sỉ em ạ. Ông chị nhìn cái chân của nó bắt nhìn cái chân của nó bắt. Được đấy, dáng rất là ok đấy, dáng rất chỉ là ok đấy. Tại sao cái dáng chụp ảnh của mày ấy thì nhìn nó hèn ứa chứ được. Ừ. Còn cái dáng phi lâm nó nhìn nó hùng vĩ mà nó to đấy nhỉ. À
Phải biết. Ui dồi ôi, khiếp, nó lại cho con tao một cái mặt thật sự luôn đấy, mà thật luôn mày ăn luôn đấy mặt ạ. Không có một cái tí liêm sỉ nào. Nhưng mà nhiều gái theo lắm nhờ, em nhờ. Đáng yêu thế chứ lị. Lại ngồi cắn. Tìm trên con giận nữa không? Ngồi cắn kinh thế. Mình xin ăn mình cũng phải sang đúng không? Mình có đấy đâu, mình chỉ ngồi cạnh thôi nhờ. Mình chỉ ngồi cạnh thôi chứ mình làm gì đâu. Chị ngồi cạnh đúng không? À. Em cá ấy, chị bao cái đây sau cái người của nó kiểu gì cũng dựa xong bắt đầu lấn dần. Nhưng mà thà nó tin đi. Ừ. Ok không sao cả, nó cũng tin nhìn tốt hơn như nào. Rồi ta lại sang bên này. Sướng nhỉ, chị nhỉ. Lúc nào cũng có cái kệ tay di động này sướng nhá. Kệ tay ok không? Kệ tay, kệ chân luôn. Được. Được. Ui con này. Ui. Bây giờ mà nó mà ở ngoài mùa đông thì đúng là kiểu là ấm áp luôn đấy. Hơi ấm ấy. Này còn combo thêm cả kiểu cây chuột ấy. Cây chuột. Ừ, cây chuột ấy. Phê kìa. Cái mặt cưng kìa. Đấy, nhìn cái mặt nó cưng lắm chị. Này mà đang đội là ôm nhau một ông ấm. Ok. Anh nhìn cái mặt nó, cái mặt con này mà phê thì không lẫn đi đâu được. Trời ơi. À ơi. Làm giá cây chân với lại là đi đâu rồi?